Cái thằng này. Tôi là cái mà. Cái con này sao mày béo thế? Chắc ông gầy. Sao mày tè bậy rửa của tao? Năm nay tôi bao nhiêu tuổi? 1 tuổi rưỡi. Vậy hồi đó chắc bạn không lấy dầm nhở? Sao loài mèo chúng mày toàn kêu meo meo thế? Sao loài người cứ nói tiếng người thế? Trăm năm mèo vẫn là mèo. Thằng chủ khốn nạn là điều đương nhiên. Mình bắt chước loài mèo kia nha, kêu cùng anh. Mèo 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 mèo. Con này, ngày mạ tao cho mày đi phối giống nha. Lạy Chúa con lứa tuổi học sinh. Bây giờ chúng ta cùng nhau hát bài đom đóm nha. 2 3 do lung lay. Này, mày có muốn làm người không? Có nhưng không xàm như ông. Hay tưởng tượng nếu mày bị rơi xuống sông mà không có ai cứu mày thì mày sẽ làm gì? Không tưởng tượng nữa. Này, gái Nhật đọc tiếng Anh là gì? Japanese girl. Tốt, thế gái Nhật đọc tiếng Việt là gì? Mẹ ta nỉ cho là ấy. Ê mày, cửa hàng kia bán đồ ăn ngon lắm, ăn thì không ta đặt cho. Sắp thành lợn này không ăn đâu. Ừ đúng rồi, dạo này tao thấy mày béo lên nhiều ấy. Tôi đang nói ông mà. Hỏi nghiêm túc này, cấm nhờn, ăn gì tao đặt? Ăn gì cũng được. Biết mày là một chiếc mèo mà tao luôn yêu thương, trân trọng, đáng quý. Thôi 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 thôi. Gió ơi xin đừng lấy em đi. Em đi. Ngậm mồm không cần hát bè. Gió ơi xin đừng lấy em đi. Ơ, bè đâu? Hát nghiêm túc này. Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim ông. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay. Quá đã. Với kỹ thuật cắm bông thì chúng ta phải cắm gì đầu tiên? Cắm bông. Cắm ai cắm, anh cắm em nhé. Nếu như một người chuyên review lại những món đồ mà người khác đã review rồi với một mục đích tiêu cực thì chúng ta gọi đó là gì? Sao chép ý tưởng. Con đàn bà có rau. Là đàn ông chúng ta phải làm gì? Là phải đầu đội đất, chân đạp rời. Trái biển đó, đẹp trai mà khóa lại to. Các em hãy cho tôi biết đây là gì? To he. To to to. Hi Sky, where are you from? I'm from Việt Nam. From the top, make it drop, that's somewhere. Chúng ta có một bát cơm và một sườn đồi. Vậy ghép lại thì gọi là gì? Cơm sườn. Cơm sườn 30k. Này, ai hỏi giá mày? Điều gì đã khiến mọi gia đình đang hạnh phúc tự nhiên bị tan nát? Họp phụ huynh. Ê, uống mắt trao. Khi trời mưa, chúng ta cần gì? Chiếc ô. Khi cô giáo chấm thi bị thiếu điểm thì chúng ta phải làm gì? Sẽ phúc tra bài thi đó. Em đặt vàng bơm trước cửa nhà cô. Chúc mọi người ăn tết ngon miệng sau khi họp phụ huynh. Mày có biết tao bận bịu đến nỗi mà hơn một tháng nay mới làm ra khi loài mèo biết nói bát bốn không? Lười thì có ấy, bận bịu gì? Thứ gì đã khiến mày đau đầu và không phân biệt được mấy ngày hôm nay? Ổi và su su. Mập mạp tiếng Anh là gì? Bắt đầu từ từ chu. Chu pa pi po nha nhố. Chiều hai tay rũ tóc về, đi cùng không? Ừ, rũ luôn cái nết của ông đi. Sáng nay tao online mà tao ngủ quên mày ạ. Ngu. Gần mực thì đen, gần đen thì chói. Hãy nêu cho tao đặc điểm của loài chó. Đang bế con mèo vào nói xàm. Hãy kể tên món lẩu thật cẩm mà mày muốn ăn thử. Cánh bướm dối dàng. Ê, tao đang rủ bà tao múa quạt cùng xong rồi đăng lên TikTok ấy. Đúng là cái thằng bất tài vô dụng.
Mày nghĩ sao nếu mà tao làm intro của một video bằng tiếng ơi? Bất tài vô dụng không kém thằng kia. Mày nghĩ sao nếu tao... Đừng có nói với tôi là ông định cầm lon nước ném xuống đất, xong rồi nhảy ứng nhảy robot, xong rồi tặc lưỡi ngồi nói đạo lý trước máy quay nhá. Bất tài vô dụng hết. Hãy kể tên những biện pháp bảo vệ sức khỏe khi ra ngoài đường. Ở nhà. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Hãy nhớ like, share và subscribe để ủng hộ thằng chủ của mình nhé. Cho robot xàm. Ê, chiếc mèo. Tao là nhà tiên tri đại tài đây. Ra vào phải biết gõ cửa, nghe chưa? Cái gì? Đây là phòng của tao mà. Không cái. Chiều nay tao đi làm căn cước công dân đấy. Mày thử tiên tri xem mà tao có đẹp không? Cái gì? Mày cũng được làm cửa. Ê mày ơi, tao vừa mới thi học kỳ xong đấy. Mày tiên tri thử xem tao được bao nhiêu điểm. Ui, nhất lớp luôn. Ui, thế á? Yeah. Nhất từ dưới lên. Nghiêm túc đi, tao xếp thứ mấy? Mày xếp thứ nhất đấy. Nhất từ dưới lên chứ gì? Không. Vậy là từ trên xuống à? Cũng không. Vậy thì như thế nào? Nhất cự ly, nhì hạng bét. Ê, tí nữa tao đi tán gái đấy. Tán con thiên nhà bà Lý. Mày nghĩ xem có đổ không? Có, đổ mạnh luôn. Cái gì cơ, đổ á? Ý tao là mày sẽ bị đổ ngã khi biết được Khoa đã có chậu. Ê mày ơi, chúng nó chia tay rồi kìa. Bây giờ tao có cưa đổ nó không? Chắc chắn là cưa đổ. Thế á? À không, ý tao là mày cưa gỗ thì sẽ đổ, còn cưa nó thì không bao giờ. Ê, tao tiên tri được rằng là lát nữa mày sẽ cao thêm 5cm. 5cm á? Ui, được của nó đấy. 5 minutes later. Sao anh muốn đâu lồng quá. Cái gì đấy? Mày bảo tao cao thêm 5cm á? Thế cái này là cái gì? Ê mày ơi, tao sắp 18 tuổi rồi nhưng mà tao vẫn cao 1m60. Bây giờ muốn làm thế nào để cao lên đây? Thì mày phải để cho nó cắm sừng thêm lần nữa. Ê chiếc mèo, giỏi tao mệt mỏi lắm. Do mày bấm điện thoại nhiều đấy. Ơ, liên quan gì? Thì bấm điện thoại nhiều mỏi tay. Nghiêm túc vô, tại sao tao mệt mỏi quá vậy? Là do mày bị thiếu ngủ đấy. Cái gì? Một ngày tao ngủ hơn 10 tiếng đấy. Sao mày ngủ nhiều thế hả? Đồ con lợn. Dạo này tao béo quá mày ơi, làm cách nào để giảm cân đây? Thì mày phải ăn kiêng thôi. Ăn kiêng chứ gì? Ok, chơi luôn. 1 week later. Sao tao ăn kiêng hơn một tuần nay rồi mà không giảm số ký nào như nào? Mày có ăn kiêng đúng cách không đấy? Có, tao nhịn đói hơn tuần nay rồi. Tao bảo mày ăn kiêng mà, chứ không phải ăn kiêng đâu. Ủa là sao? Ý tao là mày phải ăn cái món tên là kiêng, chứ không phải là ăn kiêng, là nhịn ăn, hiểu chưa? Thế kiêng là món ăn gì? Tao không biết nữa. Ê chiếc mèo, tao sắp ra trường rồi, mày tiên tri xem tao làm nghề gì? Sau này mày sẽ cầm đầu thiên hạ. Ui, tao làm đại ca cơ à? Gội đầu thuê. Nghề của mày sướng lắm, ngày nào mày cũng được sờ má con gái. Nghề gì mà đã thế? Lột mụn thuê. Mày tiên tri lại xem nào, tao làm nghề gì? Tao thấy rằng xung quanh mày là một đống chén dĩa cao cấp. Ui, tao làm chủ tịch của cả cái đại lý bán chén dĩa cao cấp á. Rửa bát thuê. Tiên tri lại đi. Oh my god, mày sẽ được ôn cả đời. Ui, cái này còn đã hơn cả sờ má luôn. Nghề gì đấy? Xe ôm. Ê chiếc mèo, mày tiên tri thử xem tao có làm nghệ thuật được không? Hả? Tao thấy rằng mày diễn xuất quá đỉnh luôn. Ui, diễn viên cơ? À không, khóc mướn. Mày thử xem thân thể của tao thế này, tao kiếm được nhiều tiền không? Có, nghề này mày kiếm rất là nhiều tiền. Nghề gì? Ăn cướp. Ăn cướp á? Cũng nhiều tiền phết đấy. Đúng rồi mà, nhiều tiền án tiền sự. Thôi, tao nghĩ lại rồi, tao ước tao sẽ làm một nhà ảo thuật gia đại tài. Yeah. Mày chỉ làm được cái trò phép thuật win and chơi tít.
Thôi mày, mai đi thi rồi, bây giờ mày giúp tao làm bài đi. Giúp cái gì? Mai phải học ngay học đêm thì mới có kết quả tốt được, nghe chưa? Ừ đúng rồi, thôi tao đi học đây. Chúc mọi người thi tốt.